khám bệnh sao rồi? Rồi làm gì ngồi ở đây mặc gì kỳ vậy? Không có bệnh gì hết, người ta nước bỏ vô uống thôi à. Ừ, không bệnh gì là ok rồi. Rồi làm gì mặc chầm chầm? Ông chỉ tôi đi khám bệnh kiểu gì vậy? Đi vô nghe nhịp tim, ông nói ông bỏ quên cái ông nghe ở nhà rồi. Ông áp lỗ tai ông vô ngực tôi, ông nghe không à? Cái gì? Áp tai vô ngực bà hả? Chứ gì nữa? Mai mốt không có lại ông khám bệnh nữa nghe. Ông quên cái ống nghe ở nhà là hên rồi đó. Hên là hên sao? Trời ơi, hên là ông quên cái ống nghe ở nhà. Ông mà quên cái ống chích ở nhà là chết tôi luôn. Đúng không? Không à. Ông chỉ tầm bậy tầm bạ, mai mốt nó quên ống chích ở nhà cho ông biết.